TNEntertainment.net xin được hân hạnh giới thiệu đại nhạc hội Tạ ơn đời tại đại hí viện sang trọng bậc nhất San Jose Center for Performing Arts ngày Chủ nhật 25 tây tháng 11 lúc 4 giờ chiều với các ca sĩ đến từ trung tâm Thúy Nga, MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kiều Duyên, ca sĩ có Ý Lan, Quang Dũng, Hồng Ngọc, Quang Lê, Ngọc Hạ, Đan Nguyên, Nguyễn Hồng Nhung, Lương Tùng Quang, Diễm My, Bảo Khánh, Như Loan, Thúy An và Quỳnh Mai. Đặc biệt chương trình được tăng cường người khó Đường Giang, Chí Tài, Khánh Như, Việt Hương và Hoài Tâm, ban nhạc Brother Band của trung tâm Thúy Nga, âm thanh ánh sáng do Việt Anh Premier đảm trách. Giá vé từ 35.000 trở lên đang được bán tại Paloma Cà Phê, Center Port, Sổ Phi Long, Google Plus, TC Gift Shop. Quý vị mua vé từ hôm nay đến 15 tháng 10 sẽ được tặng vé sổ số, giải nhất một vé Việt Nam do Lee Travel, Lee gửi quà và Lee gửi tiền lẻ trao tặng và nhiều giải thưởng giá trị cho các nhà bảo trợ thân tặng. Chương trình được bảo trợ bởi Viettv trên channel 16.4, Uno IPTV, Văn phòng bác sĩ Võ Thị Tâm, USA Touch Up, bác sĩ nha khoa Cao Sơn Dũng, Sun Dental, tiệm vàng Hưng Phát USA, tiệm vàng Trần Đáp, Lee gửi tiền lẻ, Lee gửi quà và travel, DN Karaoke, Kangaroo Shipping and Passport, tiệm vàng Khải Toàn, Lee Bellborn, TN Entertainment.net trân trọng kính mời.